trên 4.400 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. 8.100 lượt hộ được vay vốn để xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh. Trên 10.600 lượt người dân vay vốn giải quyết việc làm ổn định cho 11.000 lao động. Trên 2.000 lượt hộ dân tại các vùng khó khăn được vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh. Gần 300 hộ có thu nhập thấp được vay vốn xây nhà khang trang. Đó là con số ấn tượng, khẳng định sự lan tỏa nhanh, mạnh và sâu rộng của nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội tại Quảng Ninh. Với Quảng Ninh, điều này không chỉ thể hiện sự vào cuộc tích cực của các ngành, các cấp và địa phương đối với một chính sách thiết yếu, mà còn khơi dậy những cách làm sáng tạo của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn, trở thành điểm tựa của hàng vạn hộ dân các địa phương. Đặc biệt, với những chỉ đạo sát sao, những giải pháp quyết liệt cùng sự vào cuộc của cả hệ thống trong hoạt động ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội, sức lãnh đạo của các cấp về tín dụng chính sách xã hội đã được nâng cao lên thêm một bước. Cuối năm 2019, gia đình anh Chu Văn Trình, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu đã chính thức thoát nghèo. Cái cảnh cơ cực, bần hàn, nghèo khó của gia đình những năm trước khiến anh không bao giờ muốn quay lại. Trong anh luôn nhen nhóm ý chí vươn lên làm giàu trên mảnh đất quê hương. Và cơ hội đổi đời đến với anh khi nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội vươn đến xã vùng cao Vô Ngại. Được sự hỗ trợ của các tổ chức xã hội đoàn thể và tổ tiết kiệm và vay vốn xã Vô Ngại, năm 2020, anh Trình được bình xét cho vay 100 triệu đồng chương trình hộ mới thoát nghèo từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư chăn nuôi ngựa. Điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, đất đai ở đây rất phù hợp chăn nuôi các loại gia súc. Vì vậy, đã có nhiều hộ dân trong huyện đầu tư nuôi trâu bò, dê. Nhưng chăn nuôi ngựa như anh thì đây là hộ đầu tiên bởi không phải ai cũng dám đầu tư. Từ bàn tay chăm chỉ, chịu khó, tỉ mỉ chăm sóc, đàn ngựa mặc dù chưa thu được lợi nhuận, song phát triển tốt. Và chỉ sang năm thôi, đàn ngựa sẽ mang lại cho gia đình anh nguồn thu không nhỏ, giúp anh trả được cả nợ gốc và lãi của ngân hàng, thoát nghèo bền vững. Vay ngân hàng chính sách này có chỉ vay có dự án hỗ trợ chương trình ngựa này thì em mới vay thôi. Xong rồi vay bây giờ vay về thích nuôi ngựa thì nó cũng thích hợp với cái khí hậu của mình ở trên đây. Thật ra thì vay vốn về thì con ngựa thấy nó cũng tiến triển tốt mà ngân hàng nó cũng tạo điều kiện cho vay vốn xong rồi thì còn tất cả bao nhiêu là mình tự nguồn vốn của mình tự ra xong giờ mới mua được con ngựa giờ về mới là ngoài là năm đầu tiên thôi. Không có cái nguồn vốn ngân hàng chính sách này thì thật sự mà nói đối với em cũng không dám đầu tư về những cái trang trại ngựa như thế này đâu. Câu chuyện của anh Trình chỉ là một trong số hàng nghìn hộ dân đã và đang dần được đổi đời từ nguồn vốn tín dụng chính sách. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của vốn tín dụng chính sách trong việc giải quyết nhu cầu bức thiết về vốn để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc. Ở những địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đông đồng bào sinh sống mà vốn tín dụng đã thực sự là cứu cánh cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, vươn lên thoát nghèo bền vững, thay đổi tư duy sản xuất, ổn định cuộc sống. Cái tín dụng chính sách xã hội góp phần vào công tác giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh trong thời gian vừa qua. Cụ thể ở đây thì nhất là thông qua cái việc thực hiện chương trình 135 và cái đề án 196 của tỉnh Quảng Ninh để đưa các xã thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn trong giai đoạn vừa qua. Thì cái việc huy động tín dụng chính sách xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn thì cũng vượt cao so với mục tiêu của đề án đề ra. Tín dụng chính sách xã hội cũng đã góp phần vào việc đào tạo nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi. Giờ đây, khi về với những vùng khó của Quảng Ninh như Bình Liêu, Bà Chẽ, người ta không còn thấy cái nghèo đeo đằng. Những mảnh đồi từng để cỏ mọc dại hay những mảnh vườn trước đây bỏ không, này đã khoác lên mình tấm áo màu. Đó là màu xanh của những cánh rừng trù phú, màu vàng của vườn cây sai chĩu quả, và cả màu của tương lai đủ đầy đang rộng mở. Sự đổi thay rõ rệt đó có được từ khi nguồn vốn tín dụng chính sách lan tỏa khắp mọi phường miền của tỉnh. Những dòng vốn ngày một chảy mạnh,
phủ rộng, trải dài theo năm tháng, cùng đôi tay cần mẫn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách đã xoay chuyển cuộc sống của chính họ, vun đắp ấm no và phát triển kinh tế địa phương. Tính đến 31 tháng 12 2020, tổng dư nợ 19 chương trình tín dụng trên địa bàn tỉnh đạt 3.272,3 tỷ đồng, tăng 255,7 tỷ đồng so với đầu năm, với 70.089 khách hàng còn dư nợ. Trong đó, nợ quá hạn và nợ khoanh là 2,8 tỷ đồng, chiếm 0,085% tổng dư nợ, giảm 778 triệu đồng so với đầu năm. Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp cho 4.112 hộ thoát được nghèo, cận nghèo và rất nhiều hộ khác đang vươn lên làm giàu. Bức tranh tín dụng của Quảng Ninh đã góp phần làm đẹp thêm một chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước ta đối với người nghèo và các đối tượng chính sách. Các chương trình tín dụng chính sách đã giúp ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các hộ dân, tạo điều kiện để họ từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Nguồn vốn ngân hàng chính sách đấy thì cũng đã giúp cho các cái hộ nông dân mở rộng sản xuất, vươn lên hình thành những cái trang trại, những cái gia trại. Với Đông Triều hiện nay thì đang có khoảng 100, trên 100 các cái trang trại quy mô lớn. Thế và 400-500 các cái mô hình liên quan đến trang trại và gia trại, hộ gia đình. Cái nguồn vốn ngân hàng chính sách thì có cái tính ưu việt rất là lớn. Các cái tổ vay vốn đã tiếp cận đến các cái thôn khu, các cái hộ sản xuất và tạo điều kiện thuận lợi nhất về thủ tục cũng như là cái giải ngân, giúp cho cái việc đấy thì xóa được cái tệ nạn cho vay nặng lãi ở các cái vùng nông thôn. Những kết quả đã đạt được của tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh có được chính là từ sự vào cuộc mạnh mẽ từ nhận thức, tư duy đến hành động của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Trong đó có vai trò quan trọng của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp. Trong năm qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp đã tập trung thực hiện các giải pháp huy động vốn, giải ngân các chương trình tín dụng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng tín dụng, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ. Ban đại diện các cấp cũng tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu ban hành các chính sách tín dụng ưu đãi phục vụ phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh, như chính sách đặc thù khuyến khích phát triển lâm nghiệp bền vững, đề án phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, chính sách hỗ trợ khi di rời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp đã tham mưu triển khai thực hiện tốt chỉ thị số 40 CTTU của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Trong đó, từ tỉnh đến các địa phương tiếp tục quan tâm bố trí nguồn vốn ngân sách để triển khai cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách lồng ghép với các chương trình mục tiêu an sinh của tỉnh. Năm 2020, tổng nguồn vốn thực hiện các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt 3.352,6 tỷ đồng, tăng 251,9 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh và ngân sách cấp huyện ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đạt 368,12 tỷ đồng, tăng 111,83 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách tỉnh là 246,76 tỷ đồng, tăng 71,8 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn ủy thác từ ngân sách cấp huyện là 121,35 tỷ đồng, tăng 40 tỷ đồng so với đầu năm. Chúng tôi thường xuyên tham mưu thị ủy, hội đồng dân, ủy ban nhân dân hàng năm bổ sung cái nguồn vốn ủy thác sang ngân chính sách xã hội để tạo việc làm cho các đối tượng được hưởng thụ hưởng chính sách xã hội trên địa bàn. Thế và cái giải pháp của chúng tôi trong thời gian vừa qua đó là chỉ đạo và 167 thôn khu phố thành lập hơn 300 tổ tín dụng tiết kiệm tại địa phương để tuyên truyền đến các đối tượng thụ hưởng chính sách. Thế và thường xuyên kiểm tra, giám sát cho các đối tượng vay đúng đối tượng để không xâm tiêu nguồn ngân sách nhà nước. Thế và chỉ đạo 21 xã phường thành lập
21 điểm giao dịch cố định để tạo điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng chính sách xã hội được vay vốn trả lãi tại địa bàn để đỡ phải đi lại, tiết kiệm được thời gian và an toàn trong quá trình thực hiện. Đặc biệt năm 2020, Ban đã kịp thời tham mưu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bố trí vốn ngân sách địa phương 60 tỷ đồng ủy thác cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để triển khai hỗ trợ cho vay kịp thời các đối tượng người lao động bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để tạo việc làm, duy trì sản xuất kinh doanh và hỗ trợ cho vay vốn đầu tư tái đàn lợn sau dịch tả lợn châu Phi. Toàn tỉnh đã có 6 doanh nghiệp, cơ sở giáo dục được vay vốn với lãi suất 0% để thực hiện trả lương cho 224 người lao động và 835 hộ bị ảnh hưởng bởi dịch tả lợn châu Phi được vay vốn tái đàn đầu tư, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh vượt qua khó khăn. Khi mà tiếp cận được cái nguồn vốn vay của từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ chủ trương của Chính phủ thì là doanh nghiệp của chúng tôi cũng rất là phấn khởi và cũng sẽ là nguồn lực, là một cái nguồn lực động viên để cho doanh nghiệp phấn đấu để phục hồi. Giờ đây, nhận thức, tư tưởng và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền và đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong việc đẩy mạnh hoạt động tín dụng chính sách xã hội đã thay đổi rõ nét. Trong đó, thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã đã phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu địa phương trong việc thực hiện tín dụng chính sách, như kịp thời rà soát, bổ sung danh sách hộ vay vốn đủ điều kiện thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi, phê duyệt danh sách đề nghị vay vốn, chỉ đạo đôn đốc thu hồi nợ, nâng cao chất lượng tín dụng. Sự vào cuộc mạnh mẽ của các thành viên Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách đã mang lại những hiệu quả cho các chương trình tín dụng chính sách. Và hơn ai hết, người dân là đối tượng được thụ hưởng nhiều nhất, có thêm trợ lực để bứt phá. Trong thời gian tới thì Ban tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền làm sao huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan đoàn thể để phục vụ cho cái công tác là nâng cao về cái chất lượng sử dụng cái nguồn vốn ngân hàng chính sách, phục vụ cho công tác xóa đói giảm nghèo trong cái giai đoạn tiếp theo. Và muốn như vậy thì phải nâng cao được cái nhận thức của các cấp ủy chính quyền, của các cơ quan thành viên trong ban đại diện, nhận thức rõ được cái vai trò tầm quan trọng của cái nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn có hiệu quả. Từ việc trao cần câu cho người yếu thế về vốn sản xuất, nhà ở cho đến nhân thêm nhiều tấm gương điển hình trong phát triển kinh tế, trong năm 2021 và những năm tiếp theo, việc thực hiện tín dụng chính sách Quảng Ninh sẽ tiếp tục mang theo kỳ vọng, không chỉ đáp ứng 100% nhu cầu mà còn đủ nhanh, mạnh và kịp thời để người dân không bị bỏ lại phía sau trong hành trình thoát nghèo, vươn lên làm giàu và phát triển bền vững.